Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua carbon với bộ khung rất là hầm hố, mang thương hiệu của Twitter Storm 2.0. Đây là một phiên bản chưa từng bày bán tại những cửa hàng ở Việt Nam. Twitter mang thương hiệu của Đức các bác nhé. Nhưng các bác nào đã tìm hiểu về xe đạp thì không lạ gì với thương hiệu rồi, rất là nổi tiếng. Giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, đầu tiên sẽ lướt qua hình thức. Đây, những vân rắn carbon, bộ khung carbon các bác nhé. Vân rắn carbon trên khung xe. Em đánh giá chiếc xe trên 90%. Trên khung xe rất nhiều chữ Twitter. Đây, bộ khung uốn theo bánh rất là khỏe. Đây là bộ khung rất là đặc biệt. Khung dưới thì phản quang các bạn nhé, chữ Twitter phản quang đây. Đây là Twitter Storm phiên bản 2.0, càng carbon, khung carbon, cọc yên carbon. Đây, những vân carbon đây. Và yên của Twitter nguyên bản theo xe. Tất cả các đồ trên xe đều là nguyên zin các bác nhé. Đây là chiếc xe bộ khung rất là đặc biệt. Cùng với đó là dây âm sườn cao cấp. Dây âm sườn. Bộ khung dẹp. Khung khí đồng học. Đây các bác thể thấy đây bộ khung dẹp đây. Khung chém gió tối giản nhất, lực cản của gió các bạn nhé. Bộ vành cặp Runten, vành hiệu. Runten CSO. Đây các bon đây. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Twitter. Xe được sử dụng bộ tay lắp cực kỳ cao cấp của Shimano 105. Đây gần như là trùng cuối của dòng cấu hình xe đua rồi. Bên này bên bên líp, còn đây bên đĩa cũng của Shimano 105 các bác nhé. Trên khung xe thì đây có biểu tượng của hãng Twitter, chữ T in trên đầu xe. Đây những vân carbon này. Bộ phanh 3 mảnh của Retro Spec. Vâng, và đây là hình thức lốp của xe. Lốp hiệu Continental. Hình thức lốp rất là mới các bạn nhé. Lốp chọc.
máy ơi cối nổ. Các bạn có thể nghe thấy tiếng máy ơi cối nổ đây. Vâng, và xe có chiều cao thay đứng là 48. Phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m73 để đi vừa chiếc xe này. Đây là chiếc xe Twitter Storm 2.0, các bác để lên Google để search thêm về chiếc xe này, tìm hiểu thêm. Và xe được trang bị củ đề của Shimano 105, gạt đĩa của Shimano 105, đùi đĩa nhôm 2 tầng, đùi đĩa hiệu, đĩa hiệu của Brewhill các bạn nhé. Đây đùi đĩa nhôm. Trang bị bộ líp 11 tầng. Bây giờ em sẽ đi vào chuyển động của xe. Lên líp. Vâng, chuyển động rất là tốt. Xích và líp thì còn rất là mới các bác nhé. Xuống líp. Vâng, lên xuống rất là ổn định. Bên tay phải là bộ đĩa Brewhill 2 tầng. Xuống đĩa, lên đĩa. Xe có tổng cộng là 22 tốc độ các bác nhé. Mày ở cuối đầu kêu rất là đanh tai. Đánh xe quay rất là bon. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe đua carbon mang thương hiệu của Twitter Đức, Twitter Storm 2.0. Đây là một phiên bản chưa từng bán tại những cửa hàng tại Việt Nam. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 15.800.000, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709913 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để xem những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.